Em quay ngoại hình máy và tắt máy cho mình đấy nhá. Đây là mặt trước của máy ạ. Mặt trước của máy thì bị va nhẹ chỗ này nhá. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng của máy cả. Mặt sau của máy ạ. Các cạnh của máy không bị cấn móp hay va đập. Em chọn cho mình chiếc này pin 86% đấy ạ. Khá là cao. Em test các chức năng cơ bản của máy cho mình nhé. Em test camera của máy ạ. Đây là cam của máy. Em test mic nhé. Mic trả về. Cam mic ok rồi nhé. Em test bàn phím cho mình. Những phím trắng hiện trên màn hình là những phím có trong bộ bàn phím của mình ạ. Chuột trái, chuột phải. Bàn phím ok rồi nhé. Em test live cho mình nhé. Loa của máy khá to và trong đấy ạ. Mình có thể dùng phím chức năng bằng cách giữ cam trôn nhé. Tăng giảm âm lượng hoặc là độ sáng màn hình ạ. Máy thiết kế xoay gập 360 độ. Máy 512GB bên em chia làm hai ổ cho mình nhé. Đây là cấu hình chi tiết của máy i7 thế hệ 10 RAM 16 anh nhé.